Thưa quý vị, bên cạnh việc nâng cao thái độ phục vụ của cán bộ công chức thì việc đầu tư cơ sở vật chất tại các bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã, phường, thị trấn nhằm đảm bảo việc đón tiếp phục vụ người dân doanh nghiệp tốt hơn, chuyên nghiệp hơn cũng là một trong những nhiệm vụ quan trọng của các địa phương. Hướng đến mục tiêu này, phường Hắc Dịch, thị xã Phú Mỹ là địa phương cấp xã, phường đầu tiên trên địa bàn tỉnh áp dụng mô hình một cửa hiện đại, thân thiện, đầy đủ trang thiết bị, phục vụ tốt cho người dân khi thực hiện thủ tục hành chính. Hiện mô hình này đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh chọn làm điểm để khuyến khích nhân rộng ra toàn tỉnh. Đến đăng ký kết hôn, anh Đoàn Anh Tuấn và vợ sắp cưới thật sự bất ngờ bởi phong cách phục vụ lẫn sự hiện đại của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của phường Hắc Dịch, thị xã Phú Mỹ. Lâu rồi em mới ghé lại trong ủy ban làm thủ tục, thấy cơ sở vật chất nó thay đổi cũng rất nhiều ha. Đó, rồi có thêm mã QR quét nó nhanh chóng ha. Nói chung là các cán bộ ở đây, những nhân viên ở đây rất là niềm nở. Đó, phục vụ rất là nhiệt tình, chú ý thì rất là hợp lý với gọn gàng, ha. Sạch sẽ nữa. Đó. Nên là tạo không khí thoải mái cho mọi người. Thường xuyên đến thực hiện các giao dịch hành chính tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả phường, ông Vũ Hùng Minh cũng cảm nhận được sự thay đổi từng ngày của nơi đây. Điều ông hài lòng nhất là không gian thoáng đãng, mát mẻ, thân thiện của cơ quan công quyền phục vụ dân. Trang thiết bị của cái phường mình là bữa nay là gần đây là bố trí lại là coi như là vừa là trật tự, vừa đẹp, vừa đầy đủ phương tiện, bà con có ngồi chờ cũng vui vẻ. Đưa vào hoạt động từ tháng 1 năm 2023, bộ phận một cửa mới của phường Hắc Dịch được xây dựng theo kiến trúc một trệt một lầu với tổng diện tích 252 m². Ở đây có hệ thống camera giám sát hoạt động làm việc, tiếp dân của đội ngũ cán bộ công chức. Máy bấm số xếp hàng tự động kết nối tới hệ thống thông tin một cửa điện tử và thiết bị phục vụ số hóa hồ sơ, tài liệu. Hệ thống màn hình điện tử giúp người dân thuận tiện trong tra cứu thủ tục hành chính. Khu vực ghế ngồi chờ, bàn viết được bố trí hợp lý, có máy tính kết nối Internet miễn phí, phục vụ các tổ chức cá nhân có nhu cầu sử dụng. Cạnh đó là một khu vực sạch sẽ, thoáng mát, đặt nhiều báo sách, để người dân thư giãn, tìm hiểu kiến thức trong khi chờ kết quả giải quyết thủ tục hành chính. Cái mô hình này thì đối với người dân thì đánh giá cũng người dân đánh giá cũng rất là cao, cái sự hài lòng, cái mô hình nó khang trang sạch đẹp, tạo được cái mối thân thiện giữa chính quyền với người dân. Vừa rồi thì phường cũng đã nâng cấp cái gói wifi để cho người dân tới đây là ta truy cập được cái gói wifi và thực hiện các cái dịch vụ công trực tuyến. Môi trường thân thiện là một trong những yếu tố then chốt tạo nên sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp khi đến giao dịch thủ tục hành chính tại các cơ quan nhà nước. Điều này là sự kết hợp cả hai yếu tố, tinh thần, thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ công chức lẫn những tiện ích từ cơ sở vật chất mang lại. Nhờ hội đủ hai yếu tố này mà 9 tháng năm 2023, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả phường Hắc Dịch đã giải quyết trước và đúng hẹn 99,38% hồ sơ tiếp nhận và tỷ lệ hài lòng của người dân đạt đến 99,7%.